Thưa quý vị, trong văn bản gửi tới Bộ Tư pháp, Bộ Công an báo cáo về việc thực hiện Nghị định 96 năm 2016, quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trong đó, điều rõ 100% cơ sở kinh doanh karaoke vũ trường trên toàn quốc đã được kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính 3.963 trường hợp, thu hồi 2.775 giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Qua kiểm tra phát hiện, tổng số cơ sở kinh doanh không được công an cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự nhưng vẫn hoạt động, bị phát hiện xử lý trên 2.110 cơ sở. Trong đó chủ yếu là karaoke với 722 cơ sở, dịch vụ lưu trú 929 cơ sở, dịch vụ cầm đồ 301 cơ sở. Tổng số cơ sở kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo Điều 18 Nghị định số 96 lên tới gần 5.000 trường hợp. Đến nay, Bộ Công an đã bước đầu xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm lưu trữ một số trường hợp thông tin cơ bản của cơ sở kinh doanh. Hiện đã cập nhật được 95% số lượng cơ sở kinh doanh trên toàn quốc.